Những điều không nên làm vào đêm giao thừa. Giao thừa là thời khắc linh thiêng, là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Do đó, bạn cũng cần lưu ý những điều sau đây để nhắc nhở bản thân, gia đình tuyệt đối không nên làm trong giao thừa để tránh gặp xui xẻo trong năm tới. Tránh gây ra tiếng động lớn, cấm kỵ soi gương, kiêng kỵ đổ dầu ra nền nhà, kiêng vỡ đồ vật trong nhà, vân vân.